Dự án Swan Bay nằm trên đảo Đại Phước, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đây là một hòn đảo duy nhất nằm tại khu đông Sài Gòn, được bao quanh bởi sông Đồng Nai rộng lớn. Nằm tại khu vực cửa ngõ phía đông Sài Gòn, dân cư sẽ có thể nhanh chóng đến được các tuyến đường lớn, mất khoảng 35 phút đến được sân bay quốc tế Long Thành, mất 30 phút đến được khu vực Thủ Thiêm, quận 2. Với sự bao trọn của sông Đồng Nai rộng lớn, dân cư sống tại Swan Bay sẽ sở hữu được cho mình một môi trường sống thoáng mát, mang đậm phong cách nghỉ dưỡng đẳng cấp. Đặc biệt hơn, chủ đầu tư dành đến 65% diện tích dự án để trang bị mặt nước những sự an tâm hơn. Hiện tại, mặt bằng giá các sản phẩm dao động từ 3 đến 18 tỷ trên một căn. Đây là mức giá bán khá tốt. Nếu quý khách hàng đang có ý định muốn mua một căn nhà thứ hai để nghỉ dưỡng hoặc mua để tích lũy tài sản dài hạn từ 3 đến 7 năm, thì Swan Bay sẽ là lựa chọn phù hợp. Swan Bay được bảo lãnh bởi ngân hàng lớn, vì thế bạn và các nhà đầu tư có thể yên tâm hơn về sự rõ ràng và minh bạch của dự án này. Chúc các bạn có sự lựa chọn phù hợp cho riêng mình.